Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả thông thái của Tin Mới. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đối với bất kỳ quốc gia nào, việc trang bị vũ khí khí tài tân tiến hiện đại là một trong những yêu cầu bắt buộc để tạo ra sức mạnh và tiềm lực quân sự, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Và tình hình thế giới bất ổn như ngày nay, Việt Nam đương nhiên không phải là ngoại lệ. Mặc dù là một nước không lớn, tiềm lực kinh tế có hạn, nhưng từ trước đến nay, Việt Nam luôn cân đo, đong đếm, chất chiêu nguồn lực để cố gắng có được nguồn ngân sách tốt nhất chi cho quốc phòng. Trong đó, ngoài việc bỏ tiền mua vũ khí khí tài hiện đại của các cường quốc trên thế giới, Việt Nam cũng tự sản xuất, chế tạo ra nhiều loại vũ khí có sức công phá kinh khủng, khiến nhiều quốc gia phải khóc thét khi nghe tới. Vào năm 2016, Việt Nam có giới thiệu về hai loại thủy lôi có tên là KMP và UDM do chính Hải quân Việt Nam tự sản xuất. Đây là hai loại vũ khí cực kỳ lợi hại giúp lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam có thể phòng thủ và tấn công bằng đường thủy. Mới đây, không hiểu vì lý do gì, hàng loạt các trang thông tin điện tử và truyền thông của Trung Quốc quay trở lại lục tung tư liệu để tìm hiểu những thông tin về các loại vũ khí này. Các bài báo vừa thể hiện sự thán phục, vừa thể hiện sự lo lắng về sức mạnh quân sự, đặc biệt là sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Biển Đông. Mục đích của Bắc Kinh khi đảo mộ những thông tin về thủy lôi made in Việt Nam giữa lúc Biển Đông liên tục có những căng thẳng là gì? Họ viết gì về vũ khí này của Việt Nam? Thủy lôi của Việt Nam có thực sự nguy hiểm như lời đồn của ông Trung Quốc không? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, mới đây, hàng loạt các trang thông tin của Trung Quốc đã đăng tải các bài viết video về hai loại thủy lôi của Việt Nam, trong đó có tờ Sohu, Bilibili.com và NewQQ.com đồng loạt đăng tải và dẫn lại các bài viết với tiêu đề Việt Nam bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí, sức mạnh khủng bố hơn cả tên lửa, chuẩn bị triển khai ngay tại Biển Đông. Tin Mới xin được lược dịch bài viết này như sau. Báo Trung Quốc viết hiện nay, một loạt vũ khí so với tên lửa còn đáng sợ hơn đã được Việt Nam triển khai sản xuất với số lượng lớn. Loại vũ khí này được gọi là thủy lôi KMP và thủy lôi UDM. Sức nổ của nó có thể gây tổn thương chí mạng đối với tàu sân bay. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, thủy lôi từng là một loại vũ khí đã gây trọng thương kinh hoàng cho tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam đang âm thầm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đồn rằng, một khi khai chiến thì bước đầu tiên chính là đem những vũ khí này bố trí số lượng lớn trên Biển Đông. Bài báo cho biết thêm, thủy lôi này là một loại vũ khí có lịch sử khá lâu đời. Nó xuất hiện từ thời nhà Minh của Trung Quốc. Ở thời nay, người Trung Quốc đã từng sử dụng một loại vũ khí tương tự và gọi nó là mìn dưới nước. Thông thường nó sẽ phát nổ do áp lực nước hoặc từ trường tương ứng, sức nổ cũng quá kinh khủng. Mục tiêu của quân đội khi sử dụng loại mìn này là để tiêu diệt và làm nhiễu thủ địch khi cần thiết. Nó rất hữu hiệu để đối phó với sự đổ bộ của hải tặc và các khu vực ven biển. Biết thêm về lịch sử của loại thủy lôi, bài báo của Bắc Kinh chỉ ra rằng không phải Việt Nam. Trước đó, thủy lôi xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu và Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Mỹ, người Mỹ đã đặt chất nổ vào các thùng sắt, sau đó cho chúng va chạm với các tàu của địch theo hướng dòng chảy để kích hoạt chất nổ trong thùng, gây thiệt hại cho tàu địch. Tuy nhiên, nó là cách làm tương đối thô sơ. Phương pháp này được hiện đại hơn và ứng dụng quy mô lớn hơn trong chiến tranh Nga-Nhật vào năm 1905. Sau đó, loại vũ khí này được sử dụng như một vũ khí quan trọng dưới nước trong các cuộc chiến tranh của nhiều quốc gia, thậm chí nó còn đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, loại vũ khí này đã được phát triển thành nhiều hình thức khác nhau trong suốt hơn 100 năm qua. Nó có thể cho các dây xích thả neo xuống lòng biển hoặc được đánh chìm xuống dưới đáy biển. Tính ưu việt nhất cũng khiến nó trở nên nguy hiểm nhất là nó chỉ phát nổ khi có tàu của địch đi qua và tàu địch rất khó phát hiện để phòng thủ. Đấy là lịch sử của nó. Tuy nhiên, đối với các loại thủy lôi mà Việt Nam sản xuất hiện nay lại có tính ưu việt cao hơn rất nhiều, bài báo Trung Quốc viết. Việt Nam tuyên bố sản xuất hàng loạt mìn KMP và loại thủy lôi này sẽ sử dụng bộ kích nổ composite. Một khi nổ, sức mạnh của nó sẽ nhanh chóng truyền xuống đáy tàu, gây thiệt hại nặng hơn gấp nhiều lần so với trên không. Tác giả bài báo cũng cho biết, theo nghiên cứu thì thủy lôi của Việt Nam được cải tiến nên việc đặt thủy lôi rất đơn giản.
không nhất thiết phải dùng đến tàu chiến, mà những chiếc tàu cá thông thường cũng có thể mang theo vài quả thủy lôi đến vùng biển đã định, rồi đặt xuống dưới nước và kích hoạt chúng. Ý ông Trung Quốc nói là với loại thủy lôi này, Việt Nam chỉ cần đến mấy ông ngư dân cũng có thể đặt mìn được, chứ không cần lực lượng quân sự phải mó tay vào. Hơn thế, Trung Quốc đánh giá là vì chi phí của loại thủy lôi do Việt Nam sản xuất ra rất thấp, nên Việt Nam có thể sản xuất hàng loạt và cài cắm khắp biển. Nếu tàu địch muốn đi qua một cách an toàn thì cần phải tốn rất nhiều công sức và chi phí cho việc giả phá bom mìn. Nếu cố tình đi qua thì chắc chắn sẽ phải chịu thương vong hết sức nặng nề. Tác giả bài báo của Trung Quốc đánh giá sử dụng thủy lôi để phong tỏa vùng biển, các luồng sông, lạch là một bước đi hết sức khôn ngoan của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải thận trọng vì vũ khí này đã đặt xuống là khó thu hồi và không chừng sẽ sát thương chính tàu của mình. Các bạn thân mến, rõ ràng các thánh soi của Trung Quốc đã phải mất rất nhiều công sức để tìm hiểu về loại vũ khí có tính sát thương mạnh do Việt Nam tự sản xuất. Điều này cũng thể hiện rõ Trung Quốc đang hết sức cảnh giác với sức mạnh quân sự của mình trên Biển Đông. Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục có những trò quấy rối, chống phá, khiêu khích vào vùng biển của Việt Nam. Nhưng với động thái này, Trung Quốc có vẻ đang sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Họ sợ một ngày đẹp trời, tàu của mình tự dưng phát nổ giữa Biển Đông mà không hiểu lý do vì sao nổ. Thực tế thì hai loại thủy lôi Việt Nam sản xuất còn ưu việt hơn rất nhiều so với những gì mà các chuyên gia mạng của Trung Quốc phân tích các bạn ạ. Theo đó, loại thủy lôi KMP là loại vũ khí phòng chống các phương tiện đổ bộ đường biển, đường sông trong luồng lạch hẹp. Có độ sâu đến 20m, thủy lôi KMP hoạt động theo nguyên tắc chạm nổ tự động định sâu, sử dụng nhiều phương tiện thả nổi có độ cao đến 1,5m. Thủy lôi này đã được nghiệm thu trên bờ và trên biển năm 2013 đạt kết quả tốt. Thủy lôi KMP được sản xuất bởi nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, được Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt. Trong khi đó, loại thủy lôi UDM là loại thủy lôi không chạm nổ, được thả trong chướng ngại thủy lôi phòng thủ để tiêu diệt các loại tàu mặt nước của địch ở độ sâu từ 12 đến 50 mét và tàu ngầm ở độ sâu đến 125 mét. UDM có thể được thả từ tàu mặt nước hoặc máy bay. Vào năm 2014, dòng thủy lôi này được nghiệm thu thả thử nổ trên biển đạt kết quả rất tốt. Các thông số đạt được đều tương đương với thủy lôi do Liên Xô sản xuất. Thủy lôi UDM cũng do nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân sản xuất. Các loại thủy lôi này có thể sử dụng cả trong thế tấn công lẫn phòng thủ. Khi dùng tấn công, thủy lôi được thả để gây thiệt hại cho tàu thuyền, loại bỏ phương tiện chuyên chở và di động của địch. Khi dùng phòng thủ, thủy lôi có thể dùng là một vành đai bảo vệ các tàu thuyền của đồng minh và tạo ra một khu vực an toàn. Không những thế, nó cực kỳ lợi hại bởi vì nó không chỉ tiêu diệt được cả tàu chiến lẫn tàu ngầm, chứ không phải chỉ có tàu nổi trên mặt nước mới thiệt hại khi vô tình vấp phải thủy lôi. Đặc biệt, nếu được đi liền với tàu ngầm, loại vũ khí này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tàu ngầm sẽ âm thầm bố trí triển khai các vị trí đặt thủy lôi. Hiện nay, Việt Nam đã sở hữu trong tay 6 tàu ngầm Kilo hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ này. Có lẽ cũng chính vì thế mà thủy lôi của Việt Nam bắt đầu trở thành cơn ác mộng đối với tàu chiến hiện đại, đặc biệt là tàu của Trung Quốc. Cứ thử nghĩ xem, các cường quốc có thể có tàu chiến hiện đại, có tàu sân bay, có tàu tên lửa và rất nhiều vũ khí tối tân. Nhưng cứ thử mò vào vùng biển Việt Nam với ý đồ bất chính mà xem, Việt Nam chỉ cần có thủy lôi là đủ để cho đám đó bênh xác rồi. Đánh giá về loại vũ khí mà không biết quỷ không hay lại có sức công phá vô cùng kinh khủng này, các chuyên gia quân sự cũng cho rằng đây là một thành tựu đời đời của quân đội Việt Nam. Về tự sản xuất được thủy lôi giúp Việt Nam chủ động được thế phòng thủ, không phải chờ đợi vào các loại vũ khí viện trợ hay mua từ nước ngoài nữa. Hơn thế, vũ khí Việt Nam tự sản xuất, quân đội Việt Nam sẽ sử dụng một cách dễ dàng hơn, không mất nhiều công sức tìm hiểu và học hỏi. Thành tựu này tạo tiền đề lớn phát huy sức mạnh quân sự Việt Nam trong thời đại mới, sẵn sàng đối phó với mọi kẻ thù đến từ phía biển. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của tin mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.